Chào mừng quý khách hàng đang xem kênh video của CK Việt Nam. Ngày hôm nay, CK Việt Nam sẽ cùng nhau hướng dẫn quý khách hàng cái cách để chúng ta sử dụng chiếc máy mài Mutaro CKV i3C. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những cái quy trình chúng ta sử dụng chiếc máy như nào nhé. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi vào những cái hướng dẫn sử dụng của máy. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành lấy cữ, tức là chúng ta set cái cữ của Mutaro này vào cái cữ tiêu chuẩn này. Hay đầu tiên chúng ta ở đây chúng ta có Mutaro là Mutaro M16 này. Chúng ta sẽ phải lấy collet tương ứng với M16. Taro M16 thì chúng ta sẽ sử dụng collet phi 13 để chúng ta kẹp Taro M16 nhé. Bởi vì cán này nó khoảng 12 rồi. Chúng ta sẽ lựa chọn, đây là mũi Taro 4 me thì chúng ta sẽ lựa chọn chắc kẹp 4 cạnh như này. Và chúng ta không chọn chắc kẹp 3 cạnh nhé. 3 cạnh này chúng ta sẽ sử dụng cho mũi Taro 3 me loại này. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng chắc kẹp 3 cạnh này. Còn đây chúng tôi có mũi Taro 4 me thì chúng ta sẽ sử dụng cái chắc kẹp 4 cạnh như vậy. Đây, chúng ta sử dụng chắc kẹp này. Ta tháo chắc ra, ta lắp collet vào này, để nghiêng như vậy, lắp vào đây. Rồi, ta bắt lại. Rồi, chúng ta cho Mutaro vào. Rồi, ta bắt sơ sơ lại một chút cho nó có một chút được kẹp như vậy. Xong chúng ta tiến hành cho đưa vào hệ thống lấy cữ này. Đây, đưa vào hệ thống lấy cữ này. Chúng ta mở khóa cữ ra và kéo cữ này ra xa một chút này. Chúng ta để kịch Mutaro xuống dưới nhé. Đây, chúng ta sẽ để kịch Mutaro xuống này. Để kính chúng ta xuống phía dưới này. Sau đó chúng ta chặn cữ vào. Đây, chặn cữ vào như vậy. Đây, chặn vào để làm sao cho cữ này sẽ chạm vào phần mép cạnh của mũi Taro như vậy. Cho nên chúng ta có thể zoom lại gần nữa. Đấy, ta để cạnh như vậy. Rồi, sau khi cố định được mũi Taro rồi chúng ta khóa cữ lại này. Rồi, khóa cữ lại. Và chúng ta tiến hành bắt chặt cái hệ thống chắc kẹp phía trên này. Ok rồi, ta lấy cữ ra và lấy mũi Taro ra như thường. Đây là bước chúng ta tiến hành lấy cữ Mutaro nhé. Bước 1 là chúng ta tiến hành mài phần mặt đầu của Mutaro. Nếu khi bị gãy, bị mẻ, chúng ta sẽ mài mặt đầu đi. Chúng ta bật máy lên. Rồi, chúng ta tiến hành đưa Mutaro vào bước 1 ở đây ạ. Rồi, đặt vào. Nếu như mà Mutaro không chạm tới đá mài, chúng ta tiến hành xoay phía dưới nhé. Xoay đúng phía dưới này. Để khi Mutaro chạm vào đá mài thì thôi. Ok, đó, chúng ta mài. Đó, chúng ta mài. Ok rồi. Chúng ta vừa tiến hành mài phần mặt đầu của Mutaro đi. Đấy, chúng ta mài cho nó cụt cái phần mà bị mẻ của đầu Mutaro đi. Ok, bước 2 là chúng ta sẽ tiến hành mài phần góc nghiêng côn này, góc nghiêng này của Mutaro này. Chúng ta sẽ tiến hành mài phần nghiêng này, bốn cạnh. Này. Chúng ta bật máy lên. Chúng ta đưa Mutaro vào. Này. Chúng ta sẽ có bốn cạnh, chúng ta sẽ lần lượt mài và tráo đổi xoay 90 độ để mài. Hiện tại thì cameraman chúng ta có thể zoom trực tiếp vào vị trí này. Đây. Hiện tại thì Mutaro đang cách đá mài rất là xa. Chúng ta bắt buộc phải tiến hệ thống cái Mutaro này vào gần vị trí đá mài. Chúng ta tiến vào. Chúng ta tiến hành tiến Mutaro vào. Quay nhất này. Rồi. Chúng ta quay vào. Mutaro vào sát đây. Như vậy chúng ta để ý này, hiện tại là chúng ta tắt hẳn đá mài đi và để ý. Thì hiện tại chúng ta đang để ý là cái góc độ của Mutaro này nó đang khác hoàn toàn với góc độ trục thực tế dẫn hướng của cái Mutaro. Vì vậy chúng ta cần phải, chúng ta sẽ nới cái phần ốc của đây ra, ốc chỉnh góc của đây ra, chúng ta nới ra. Chúng ta sẽ tiến hành nới ra nhé. Rồi nới ốc ra. Thì chúng ta xoay góc này, đấy, chúng ta có thể điều chỉnh góc này. Chúng ta cho Mutaro vào. Mutaro vào, ta đút thẳng vào trong nhé. Đây, đút vào. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là chạm thử Mutaro vào đấy, xoay kịch về phía phải này, xoay kịch về hướng phải. Sau đó chúng ta sẽ tạm chạm thử Mutaro vào đây, đó, chạm vào như vậy để chúng ta kiểm tra góc của Mutaro nó khớp với viên đá chưa. Đấy, hiện tại thì Mutaro chúng ta đang để tự nhiên, nó sẽ để góc như vậy. Không ngẫu nhiên chúng ta quay kịch về hướng phải này, xong chúng ta sẽ chạm phần nghiêng của Mutaro vào đây để chúng ta xác định góc. Thế sau khi xác định được xong góc rồi thì chúng ta tiến hành là khóa cái ốc ở phía dưới này lại. Đây, khóa ốc cứ này lại. Chúng ta tiến hành khóa ốc cứ này lại. Rồi. Khóa cứ này lại. Đó, để chúng ta cố định cái góc nghiêng của cái đầu Mutaro ở đây nhé. Ok, đó. Sau khi cố định được rồi, chúng ta tiến xa ra khỏi đá này. Rồi, chúng ta bật máy lên. Bật máy lên. Đó, sau chúng ta tiến đá dần vào nhé. Chúng ta sẽ tiến dần vào đá này. Đó, tiến dần vào đá. Đó, đó. Đó, chúng ta mài này. Rồi, chúng ta mài như vậy. Sau đó chúng ta xoay tiếp một góc 90 độ. Đó, chúng ta sẽ xoay 90 độ và mài lần lượt theo thứ tự như vậy. Rồi. Rồi, tiếp tục xoay 90 độ.
Rồi. Và me cuối cùng. Ok. Đây là bước số 2, chúng ta sẽ tiến hành mài phần góc nghiêng côn này. Đó. Chúng ta zoom lại đây, chúng ta sẽ mài phần côn nghiêng này của mũi tarot. Đó. Chúng ta sẽ mài mới nó lại như vậy. Ok, đó là bước số 2. Ok, cuối cùng bước 3 là bước mà chúng ta sẽ tiến hành mài dọc phần thân me này. Coi như mũi tarot chúng ta bị mẻ sứt ở phần thân này, chúng ta không thể mài được phần đầu, phần cuối này không thể giải quyết được, chúng ta phải mài phần thân này. Thì chúng ta sẽ mài bước số 3 này, là mài phần dọc thân me này. Ok, để mài được dọc thân me này thì chúng ta cần phải là điều chỉnh cái vị trí để chúng ta mài. Đây, chúng ta đút thẳng cứ vào đây, chúng ta để ý này, có một đường dẫn hướng cạnh chéo này, và chúng ta phải để cái chắc kẹp chúng ta chéo như vậy nhé, chéo theo đúng cạnh này. Đó, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho đây đá mài mũi tarot sát vào đá mài. Hiện tại thì mũi tarot đang để cách đá mài như này, không va chạm đá mài, thì chúng ta phải điều chỉnh làm sao nhé cho mũi tarot chúng ta tiến sát vào đá mài. Rồi, chúng ta tiến vào, chúng ta tiến vào này. Rồi, sau đó chúng ta tiến dọc hướng này vào đá mài, chúng ta kéo xuống thử này. Đó, chạm vào đá mài là được nhé, chúng ta chạm nhiều quá chúng ta nới ra này. Đây, chúng ta điều chỉnh đến khi nào mà vừa chạm tới đá mài thôi. Rồi, đây chỉ vừa chạm tới như vậy thôi. Đấy, tùy vào việc là mũi tarot bị mẻ nhiều hay ít, chúng ta sẽ cho tiến sâu vào hơn. Đó, chúng ta điều chỉnh. Hiện tại chúng ta chỉ cần để vừa chạm tới như vậy thôi là được rồi. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ điều chỉnh cái cữ của cữ giới hạn theo chiều dọc này của cái chắc kẹp này. Đấy, nếu chúng ta cứ thế này, chúng ta đẩy xuống này mà không giới hạn cữ này, thì đá mài sẽ chạm vào phần đồ đá này mất, nó sẽ gây ra hỏng cái phần vị trí đá kẹp này. Thì ở đây chúng ta có một cái cữ giới hạn này, thì các bạn có thể để ý này, một cái cữ giới hạn này để chúng ta giới hạn cái chiều cao này. Đấy, nó tức là nó, nếu chúng ta để cái cao này thì cái cữ này nó sẽ chạm vào cái hệ thống trượt này, nó sẽ chạm vào cái cữ này và giới hạn hành trình lại, các bạn thấy không ạ? Đó, chúng ta để xuống dưới này thì cữ thẳng xuống sâu này. Đó, thì chúng ta phải giới hạn cái cữ này, chúng ta phải bắt buộc phải giới hạn cái cữ đây, phải giới hạn cái cữ để làm sao cho cái hệ thống đồ gá chúng ta không chạm vào viên đá mài. Đấy, đây các bạn để ý này, làm sao cho không chạm vào đá mài là được. Đó, thì ở đây chúng ta chỉ cần để như vậy thôi là đã không chạm vào đá mài rồi. Và sau khi mà điều chỉnh xong rồi, chúng ta khóa lại, khóa cữ giới hạn đá mài lại, xin lỗi là khóa cữ giới hạn hành trình lại. Đó, ta khóa lại, đây. Ta khóa lại. Rồi, đây, chúng ta tiến vào sát đá mài này, tiến vào đá mài. Rồi, ta xuống này. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ không chạm vào đá mài được. Đó, không chạm vào đá mài được. Đó. Thế nhưng mà vẫn hơi cảm thấy hơi chạm thì chúng ta có thể đưa lên cao hơn một tí nữa. Một chút nữa. Đây, chúng ta nâng cữ cao lên một chút này. Đấy, đảm bảo không chạm vào đá mài là được. Ta khóa cữ lại. Rồi. Đó, như vậy là hiện tại là chúng ta sẽ không cái cữ hành trình này chúng ta sẽ không chạm vào cái viên đá mài này là được ạ. Rồi, ok. Chúng ta bật máy lên. Rồi. Chúng ta chạm xuống này. Chúng ta mài trong dọc thân me này. Ok, chúng ta tiến hành xoay góc 90 độ. Rồi, ok, xoay. Chúng ta tiến hành xoay lần lượt 4 cạnh nhé. Xoay 90 độ. Ok, như vậy chúng ta vừa tiến hành mài xong cái phần thân me của mũi này. Đây, bạn có thể quan sát này. Đó, chúng ta mài sắc bén lại cái phần thân me này, dọc thân me luôn. Đó, như vậy chúng ta vừa mài lại mũi tarot bị mẻ. Sau 3 bước quy trình, chúng ta mài bước số 1 là mài phần đầu mũi, bước số 2 chúng ta mài phần góc côn nghiêng, và phần thân me chúng ta sẽ mài phía trên này. Ok, và cuối cùng chúng ta để ý này, với mũi tarot thẳng thì có một loại mũi tarot nữa là ngoài cái việc là dọc thân me như mũi tarot này, thì chúng ta còn có một mũi tarot mà nó được mài nghiêng một góc đi như vậy. Thì chiếc máy tarot CKV I3C này hoàn toàn có thể làm được mũi tarot như vậy. Đó, chúng ta chỉ cần làm một thao tác như sau, là chúng ta nới hệ thống ốc ở đây ra. Ở đây chúng ta có một hai hệ thống ốc này. Đây, chúng ta sẽ cho men dùng ở đây. Chúng ta sẽ lồng ở đây. Ra nới ốc này ra. Rồi, ta sẽ tiến hành nới ra. Đó, ta nới ốc này ra này. Rồi,
Còn nữa, mình ra nữa. Đó, sau khi nới ốc ra chúng ta có thể điều chỉnh được góc nghiêng của cái hệ thống cứ chắc kẹp này. Đó, chúng ta chỉ cần là cho mũi taro của chúng ta vào. Đó, sau khi mài dọc thân men rồi chúng ta sẽ để nghiêng mũi taro này ra một góc như vậy. Rồi, chúng ta để nghiêng ra. Đó, để nghiêng ra. Đó, để nghiêng hẳn mũi taro ra như thế này. Đó, làm sao cho cái góc chúng ta điều chỉnh này nó giống hệt với cái góc của mũi taro như vậy, khớp vào đá là được. Sau khi điều chỉnh xong thì chúng ta khóa cái hệ thống ốc lại. Chúng ta khóa ốc lại. Rồi khóa ốc lại. Rồi ok, chúng ta khóa lại hai con ốc này. Đó, như vậy là chúng ta đã có thể mài được rồi. Mài được hệ thống phần nghiêng của mũi taro rồi. Các bạn có thể ý này, mũi taro bây giờ không còn xuống theo hướng dọc nữa, không còn hướng xuống theo hướng dọc nữa mà chúng ta sang xuống theo hướng chéo như vậy. Đó, sau khi chúng ta mài cho cứ để vào đá mài, chúng ta sẽ mài được cái phần góc nghiêng như mũi taro hiện tại tiêu chuẩn này. Ngoài ra ở phía sau của máy còn có một hệ thống khóa hãm và để chúng ta điều chỉnh cái góc độ của cái hệ thống điều chỉnh cái con góc mài dọc thân me này. Chúng ta hoàn toàn thể thay đổi góc mài bằng cách chúng ta nới con ốc này ra. Đó, nới ốc ra và chúng ta điều chỉnh hệ thống cữ này bằng một góc mà chúng ta mong muốn, sau đó chúng ta khóa lại như bình thường. Tuy nhiên rất là ít khi chúng ta sử dụng phần góc mài này, bởi vì chủ yếu chúng ta chỉ có điều chỉnh góc mài nghiêng theo hướng trục mài của mũi taro để chúng ta mài cái phần này thôi, phần me tiêu chuẩn thôi, chứ sẽ không cần phải điều chỉnh góc mài này. Đó, như vậy là sau 3 bước mài là chúng ta có thể mài được mũi taro tiêu chuẩn chính xác rồi. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi video hướng dẫn sử dụng máy mài mũi taro CKV IBAC của CKV Việt Nam. Hãy like, share và subscribe kênh YouTube của CKV Việt Nam để có xem những video tiếp theo. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.